Sẽ quay cho quý anh chị là vài em xem quay vừa mới về, cũng như là trong ngày hôm nay sẽ cập nhật cho quý anh chị dàn xe gầm cao, máy thoáng, cập nhật giá nhanh cho quý anh chị đây. Kia Sorento Signature, máy dầu, sản xuất 2021. Ở đây thì cần số dạng núm xoay khá là giống Land Rover nha quý anh chị. Một cái màn hình khá là to, hơn 9 inch, có cả sạc pin không dây luôn. Rồi, vô lăng nè. Đó, chủ người ta cũng đã ốp hai bên cho chúng ta thì rất là kỹ nha. 485 triệu ngay ngửa một em i10 morning bản giữa thôi mà đã có nè, ốp gương, gập chỉnh điện, tích hợp xi nhan báo rẽ, cảnh báo điểm mù. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với siêu thị ô tô Hà Nội 389 và lại là em Quang đây. Em Quang chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành đầy đủ hết cho quý anh chị lên tới 12 tháng 20.000 cây và cam kết bằng văn bản đầy đủ hết cho quý anh chị luôn. Thì hiện tại là thời tiết đang hơi nắng, là chắc là em Quang sẽ di chuyển vào bên trong đi ha. Tiến ơi, mình di chuyển vào bên trong đi. Thì trong video ngày hôm nay Quang sẽ quay cho quý anh chị là vài em xem Quang vừa mới về, cũng như là trong ngày hôm nay sẽ cập nhật cho quý anh chị dàn xe gầm cao, máy thoáng, cập nhật giá nhanh cho quý anh chị đi. Đó, máy gầm cao 7 chỗ, 5 chỗ nè, máy thoáng nè, đi cho quý anh chị ok đó. Rất là đã và rất là nhiều em máy dầu ha, giá rất là phải chăng, và có một em xe máy dầu giảm giá rất là nhiều ha. Thì đầu tiên Quang sẽ cập nhật nhanh cho quý anh chị hai chiếc xe này, cập nhật chi tiết sơ sơ nhanh cho quý anh chị ha. Hai em xe này đây, bên tay phải của Quang đây là một em Kia Sorento Signature, máy dầu, sản xuất 2021. Thì hôm qua xe này em Quang cũng đã quay cho quý anh chị xem rồi. Odo là 43.000 cây và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 945 triệu. Thì ngày xưa quý anh chị mua mới giá phải đâu đó khoảng 1 tỷ 3. Bây giờ em Quang bán chỉ còn có 945 triệu thôi, rất là rẻ ha. Bản Signature máy dầu luôn. Đây chắc là nhờ Tiến đi một vòng cho quý anh chị xem cái chất xe. Xe thì được sở hữu nước sơn màu xám xanh. Quý anh chị đi buổi tối thì nó sẽ ngã ngã ra màu đen xám xíu, nhưng mà khi quý anh chị đi buổi sáng nó sẽ ra màu xanh, nó rất là đẹp nha quý anh chị. Mâm miết đồ là bao đẹp, không có xước xát gì luôn. Và đi kèm với đó chúng ta sẽ có 4 cái lớp Michelin còn mới toanh ha, 4 lớp zin theo xe. Quý chị còn phải chạy đâu đó khoảng 20-30.000 cây nữa. Gương gập đồ này nọ đầy đủ hết, camera 360 nè, dán phim rồi nè. Đây quý chị nhìn thấy ha, xe thì không còn gì phải bàn cãi rồi, ba đợt sóc thì liền lại hết. Nhưng mà cản trước thì có hơi dậm lại một chút xíu ha. Xe có sao nói vậy, mình chạy cho thành phố không tránh được những vết va quẹt của xe máy nha quý anh chị. Cảm biến lùi, camera lùi, Signature đây. Đây sẽ cho quý anh chị xem. Có cả cúp điện luôn. Đó. Dòng này thì là 7 chỗ gầm cao, máy thoáng. Em này thì giá khá là rẻ, 945 triệu thôi. Đó, 7 chỗ nha, có cả cửa gió đằng sau nè quý anh chị. Đồ nghề đồ này nọ là đầy đủ hết. Mức độ tiêu hao nhiên liệu chỉ 6.1 lít cho 100 cây độ hỗn hợp thôi. Rồi, đây mình di chuyển qua bên đây đi. Mình di chuyển qua bên đây cho quý anh chị xem bên mạng bên đây. Rồi mình sẽ vào bên trong nội thất nha. Ba đợt sóc thì liền hết luôn nha quý anh chị, rất là đẹp ha. Rồi, bây giờ em quay sẽ cho quý anh chị vào bên trong khoang nội thất nha. Nội thất đây quý anh chị, rất là đẹp. Tuy là 43.000 cây nhưng mà quý chị nhìn thấy ha, ghế bên đây nè, còn rất là mới, rất là đẹp ha, và chứng tỏ là ngồi đằng sau rất là ít, không có ngồi nhiều. Rồi dưới đây chúng ta sẽ có một cái sàn 5D, một cái sàn Simili nữa nè, chủ người ta ốp hai sàn luôn. Có cả cửa gió nè. Lên trên thì sẽ có một cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh, cực kỳ sang trọng ha, cực kỳ luxury luôn. Và một điều nữa trên em xe này nha, khi mà quý anh chị đứng nhìn nó, cái form dáng bên ngoài đó, khá là giống Rolls Royce Cullinan, cực kỳ đẹp nha. Rồi bây giờ chắc là quay sẽ mời quý anh chị lên trên khoang ghế tài đi. À, có cả rèm che nắng nữa nha quý anh chị. Hôm nay thì xe hơi nhiều nên là chắc em Quang sẽ di chuyển nhanh một chút xíu để cho quý anh chị xem đỡ bị lâu ha. Xe cũng khá là nhiều, xe gầm cao đồ này nọ rất là nhiều ha. Đây cho quý anh chị xem ghế tài. Em xe này thì được sở hữu khá là nhiều đồ chơi như là Labus, 6 túi khí nè, rồi 7 chế độ lái nè, tắt mở cảm biến, hỗ trợ độ dốc tích hợp ga tự động, sưởi vô lăng, sưởi ghế, làm mát ghế và 7 chế độ lái Touring đồ này nọ. Ở đây thì cần số dạng núm xoay khá là giống Land Rover nha quý anh chị. Một cái màn hình khá là to, hơn 9 inch, có cả sạc pin không dây luôn. Rồi, vô lăng nè, đó, chủ người ta cũng đã ốp hai bên cho chúng ta thì rất là kỹ nha. Có ga tự động đây, đây tiến lên đây, có hai cái tính năng này rất là hay nha, giữ làn đường và giữ khoảng cách với xe đằng trước nha quý anh chị. Đó. Rồi, vẫn còn siêu ở phía dưới luôn.
ghế chỉnh điện cho bên tài và bên phụ. Ghế tài thì chúng ta sẽ có ghi nhớ vị trí ghế lái lên tới hai vị trí nha. Bốn kính ngưng hạ auto và có cả đèn viền nội thất bên trong khá là đẹp. Rồi chắc là bây giờ quay sẽ mời quý anh chị cùng mà nhìn lại hình ảnh xe đi. Đây. Em này thì hôm qua em cũng đã quay chi tiết rồi. Nên là quý anh chị nào mà muốn xem chi tiết hơn thì có thể xem lại trong video ngày hôm qua ha. Rồi, đây là một em Kia Sorento Signature máy dầu 2.2 bản 7 ghế, sản xuất 2021. Hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 945 triệu nha quý anh chị. Một cái mức giá khá là rẻ luôn, không có cao mà. Nếu mà để so với thị trường thì em quan đang bán rẻ hơn thị trường, mà một em xe đẹp như thế này thì rẻ hơn người ta 20-30 triệu quý anh chị. Xe chất bao đẹp cho quý anh chị, có cam kết hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Theo giá trị định giá, lãi suất ưu đãi năm đầu còn có 10 chấm 11 chấm thôi, khá là ok. Cam kết với quan một điều không bị nợ xấu nha. Còn lại xăm ba tỉnh thành thì quan sẽ lo hết cho quý anh chị luôn nha. Rồi ở đây hiện quan đang có một chiếc Chevrolet Captiva LTZ sản xuất 2018. Em xe này thì là odo, em quan nhớ mang máy là hình như 4 vạn đúng không Tiến, 4 vạn hay 6 vạn ta, để quan kiểm tra lại cho quý anh chị ha. Xe được sơn nước sơn màu đỏ. Đây là một trong những dòng xe mà em phải đánh giá rất là cao, bởi vì cái giá tiền mình bỏ ra thì rất là xứng đáng với lại công nghệ của em xe này mang tới ha. Khá là nhiều công nghệ luôn. Chút nữa mình vào bên trong mình sẽ kiểm tra odo sau. Hình ảnh với anh chị vừa mới nhìn thấy đó chính là mâm xe, rất là đẹp nha. Về phần đầu xe nè, rất là hầm hố đó. Có cả rửa đèn, đèn bi rồi rất to, cảm biến trước sau đồ đầy đủ hết. Giá thì chỉ có 485 triệu thôi. Và đặc biệt nha, phụ tùng phụ kiện quý anh chị cứ yên tâm, mình cứ đến VinFast mình đặt phụ tùng phụ kiện nè. Thằng là quý anh chị nào mà sợ không muốn đặt tại VinFast thì cứ đến thẳng gara auto Hà Nội với em quay đặt thoải mái luôn nha. Thì nếu mà gần chỗ quý anh chị mà không có hãng VinFast ấy, thì cứ liên hệ cho em quay sẽ đặt cho, xong rồi quý anh chị chạy qua lấy hàng về ráp vào thôi, hoặc là đem qua đây em quay sẽ ráp cho quý anh chị luôn. Xưởng dịch vụ với em quay thì đạt chuẩn làm bảo hiểm, bảo dưỡng, detailing, spa và đặt hàng đồ này nọ ok hết. Đây mâm mía đồ rất là đẹp nha quý anh chị đó. Lớp thì còn rất là sâu nha. Rồi lên tới phần gương là 485 triệu, ngay ngửa một em i10 morning bản giữa thôi mà có nè. Ốp gương gặp chỉnh điện tích hợp xi nhan báo rẻ, cảnh báo điểm mù, quý chị thấy chưa, cảnh báo điểm mù chắc gì trên i10 với lại morning đã có rồi đúng không. Giá nóc, về che mưa, dán phim cách nhiệt, rồi có cả bể bước nè, rất là xịn sò ha. Rồi đây là cái phần đằng sau. Đây cho quý anh chị xem cản trước cản sau. Nói chung xe 28 mà việc mà dặm lại xung quanh xe thì nó khá là bình thường. Chạy cho thành phố là không tránh được những vết va quài của xe máy nha quý anh chị. Nhưng mà em quan đã đi detailing spa lại hết cho quý anh chị rồi, mua về đổ nhiên liệu và là chạy thôi. Em này cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết luôn. Máy em này là 2.5 Ecotec, mà đối với lại một cái khung sườn sát xe nặng chắc chắn đầm như thế này thì mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này thì tầm khoảng đâu đó là 10 lít cho 100 cây đường hỗn hợp, thì cũng ngang ngửa với lại Toyota Fortuner thôi. Đấy, cũng xem đó. Toyota Fortuner thì máy 2.7 nhưng mà chắc là cũng xem vậy. Đây đồ nghề con đội đầy đủ hết luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai ghế sau là hai ghế hỗ trợ, thì em khuyến khích dành cho những anh chị em nào 1m6 đổ về ngồi sẽ rất là hợp lý nha. Em này thì cũng là một trong những sản phẩm em quan vừa mới về đó, giá rẻ mà chất xe thì đẹp. Ở đây thì có một cái cửa gió này. Cái cửa gió này thì về xe zin thì sẽ không có cái cửa gió này đâu. Cái này là chủ người ta lắp vào thêm nha quý anh chị. Cái này là mình muốn lắp cái này mình cũng phải đặt hàng á. Rồi, đó quý chị thấy ốc ít đồ này nọ bao đẹp luôn. Tiến giờ bên đây coi có thấy cái tấm màu xanh xanh ngay đây không? Không đâu đúng không? Ở đây đã bị che rồi, đây Tiến di chuyển vào trong đây nè. Mức độ tiêu hao nhiên liệu em này chỉ có 9.7 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Đó, rất là ít nha quý anh chị. Ngay ngửa với Toyota Fortuner mà chạy đầm chắc. Sát thì ngang rất là đã. Nói chung là công nghệ thì khá là nhiều. Đây mời quý anh chị cùng xem bên trong khoang nội thất nha. Đây. Em này là em quan bao cho quý anh chị là odo chuẩn luôn nha. Tất cả các xe đây bây giờ bao cho quý anh chị odo chuẩn hết. Nếu như mà xe nào mà không đúng đồng hồ giống như xe Ford Everest hôm trước thì em quan sẽ quay nói thẳng cho quý anh chị luôn nha. Rồi đây ghế đây quý anh chị, ghế rất là đẹp. Đó, ghế bên đây. Và cái ghế này chúng ta cũng có thể gặp bằng. Gặp bằng này thì em cũng hay nói với quý anh chị ha, đi xe nè, đi xa nè, bỏ một tấm nệm lên cho con nhỏ của mình cũng như là vợ hay là người yêu mình nằm ở đằng sau, gia đình mình nằm ở đằng sau thì rất là thoải mái khi mà mình đi đường xa ha.
hoặc là đi picnic cắm trại đồ rất là ok nha quý anh chị. Rồi trần của chúng ta đây rất là ok. Rồi có cả cửa sổ trời nè. Rồi xe thì của chúng ta sẽ có 10 túi khí nha quý anh chị. Rồi đó, rất là đã, dàn lạnh đồ này nọ rồi ok. Xe thì không còn gì phải bàn cãi luôn. Sàn 5D nữa nè. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên trên khoang ghế tài nha. Rồi xin giới thiệu với quý anh chị, đây là anh An ha. Thì anh An đang chắc là chụp hình gửi cho khách rồi. Em này Odo bao nhiêu anh An nhỉ? Kiểm tra giúp em. 69. 69 ngàn đúng không? Em này là Odo là 69 ngàn cây nha quý anh chị. Và có khá là nhiều công nghệ trên xe này. Đó. Thì ghế tài và ghế phụ. À, chúng ta sẽ có ghế tài là ghế chỉnh điện thôi. Còn ghế phụ là ghế chỉnh cơm nha. Rồi. Đây. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có đây, vô lăng đây. Vô lăng thì có cả ga tự động nè. Đó. Rồi có cả auto đèn, auto gạt mưa đầy đủ hết nha quý anh chị. Đó, cả đèn báo cảm biến ha. Cảm biến mình có thể tắt được, nằm ở đây đây. Đây. Đó, em quan tắt rồi ha. Thì cái cảm biến này người ta làm cái nút này dùng để làm gì? Tại vì cái cảm biến này khi mà quý anh chị đi đường kẹt xe nó sẽ báo liên tục, và mình sẽ sử dụng cái nút này để tắt cái cảm biến đi. Có cả eco đây, tiết kiệm nhiên liệu nè. Thì cái eco này quan chỉ khuyến khích quý anh chị sử dụng khi nào đường kẹt xe thôi, xài rất là ok. À, mình đi nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu, đỡ hơn một chút xíu. Đó, rất là đã. Rồi xe đầy đủ hai chìa khóa nè. Rồi chỉ với 485 triệu sở hữu thêm phanh tay điện tử ha. Đó, chắc gì i10 Morning đã có đâu, mà tiêu chuẩn là tiêu chuẩn của Mỹ nha quý anh chị, nên là quý anh chị cứ yên tâm, cực kỳ bền bỉ luôn. Rất là đã. Xe này thì hầu như là em quan bán những cái dòng Chevrolet Captiva này ra thì vẫn chưa thấy khách hàng người ta phàn nàn gì. Hầu như là xe bán đây vẫn chưa thấy khách hàng phàn nàn luôn. Rất là đã quý anh chị ạ. Mà chỉ bị mỗi cái là cái hãng này người ta rút ra khỏi thị trường Việt Nam thôi, nhưng mà bên Thái Lan thì vẫn còn. Nhưng mà ở đây VinFast người ta vẫn sẽ hỗ trợ mình nhập phụ tùng phụ kiện về, hoặc là cứ đến gara em quan sẽ hỗ trợ cho. Đó, túi khí thì quanh xe rất là nhiều ha. Rồi, ok, qua sẽ mời quý anh chị cùng ra nhìn lại hình ảnh xe này ha. Có cả cửa nóc nè, có cả gương chống chói tự động luôn nha quý anh chị. Đèn LED đây rất là đẹp. Đó, đèn full LED hết. Thì cái này theo như quan nhớ không lầm nha, đèn zin của nó là, đèn zin của cái dòng này là đèn halogen. Nhưng mà ở đây đã được chủ người ta độ bóng LED rồi nè. Quý anh chị mua về không cần phải độ gì thêm nữa. Rồi, ok, thì quan sẽ nhắc lại đây là Chevrolet Captiva LTZ sản xuất 2018, Odo 69.000 cây, bao chuẩn cho quý anh chị. Và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá chỉ có 485 triệu thôi, ngang ngửa một em i10 Morning bản giữa thôi quý anh chị. Có cả rửa đèn luôn, đầy đủ hết mọi tính năng cho em xe này ha. Rất là đã, 485 triệu thôi. Em này thì vẫn sẽ hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị, nhưng mà hình như chỉ được có 50% thôi. Thì quý anh chị mà ân thì em quan sẽ chết lại giá bên ngân hàng cho quý anh chị ha. Rồi cái đèn này nó sáng một hồi nó sẽ tự tắt nha quý anh chị. Rồi ở đây em quan sẽ có một em Kia Carnival Luxury. Thì chắc là em quan sẽ đọc giá nhanh thôi. Carnival Luxury sản xuất 2022, logo cũ, đã được chủ người ta độ logo mới ha. Em này là giá 1.050.000.000 nha quý anh chị. 1.050.000.000, Odo 59.000 cây. Bánh sơ cua chưa hạ, cực kỳ đẹp luôn. Bên đây thì là một em Ford Everest Titanium máy dầu 2.0 Turbo sản xuất 2022, bản chưa update nha, bản chưa nâng cấp. Giá em quan đang chào bán là 1.190.000.000, Odo chỉ có 3 vạn thôi. Rất là đẹp. Xe này thì hôm trước em cũng đã quay chi tiết cho quý anh chị xem rồi. Quý anh chị cứ xem lại các video trước đó em quan quay ha quý anh chị. Hay là quý anh chị liên hệ cho em quan sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị nha. Rồi Honda CRV L nhập Thái sản xuất 2020. Em này thì em quan đang chào bán với mức giá là 830 triệu nha quý anh chị. Thì cái mức giá này quan sẽ còn thương lượng nữa. Em này em quan sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt nhất. Xả hàng cho quý anh chị đi Tết ha. Hàng này hàng tồn thì chắc là xả cho quý anh chị ok. Quý anh chị cứ liên hệ em quan đi, mức giá ưu đãi tốt nhất luôn, chắc chắn luôn. Honda CRV L Thái Lan, bản có cửa sổ trời panorama. Ở đây thì có một cái camera hành trình VietMap tặng cho quý anh chị luôn, không lấy ra ha. Máy 1.5 turbo chạy rất là ngon. Odo thì chỉ có 48.000 cây thôi. Rồi tiếp theo đây, Kia Sorento máy xăng tiêu chuẩn sản xuất 2019. Em này hiện tại đây được em quan chào bán với mức giá là 595 triệu thôi, ngang ngửa một em Toyota Vios bản E số tự động bản G thôi quý anh chị à. Mà sở hữu công nghệ thì cũng không thua kém gì những cái dòng Vios đó, mà xe 7 chỗ, gầm cao, thoáng, rộng rãi nè. Đó, mà sẽ có một số tính năng mà chắc gì Toyota Vios với lại Toyota
Honda City có tính năng đâu quý anh chị. Đó thì cảm biến trước sau chắc gì những dòng kia có đúng không? Thì cùng lắm là có Vios G sẽ có cảm biến trước sau thôi, còn Vios E hay là City, cho dù City RS hình như quay nhớ cũng không có cảm biến trước sau nữa. 595 triệu ha, máy xăng tiêu chuẩn nha quý anh chị. Ở đây thì quay đang có một em Kia Sorena dầu full sản xuất 2019, thì đây là một trong những em Kia Sorena giá rẻ tại em quay, tại showroom em quay đang có Odo 7 vạn, và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 865 triệu nha, bản full dầu full nha quý anh chị. Tại sao giá lại rẻ như vậy? Tại vì em này cái bị cái Odo 7 vạn thôi, còn lại thì cản trước cản sau có sơn dặm quanh xe nhẹ nhẹ xíu, nhưng mà xe thì bao đẹp hết cho quý anh chị, không có tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước gì hết, bao đẹp cho quý anh chị. Đây mời quý anh chị cùng nhìn nội thất nha, nội thất thì khá là đẹp đó quý anh chị, thấy chưa, chuẩn 7 vạn nè, nó ghế chuẩn 7 vạn mà người ta giữ rất là kỹ nè, nhăn rất là ít nha quý anh chị, không có nhăn nhiều ha. Đó đây bên đây rất là đẹp nha quý anh chị, chỗ người ta còn bọc trần cho chúng ta nè. Rồi 865 triệu để sở hữu Kia Sorena dầu full 2019 này. Bên đây thì em quay đang có một em Kia Sorena màu đỏ, thì em này em quay cũng đã bán rồi nên là chắc là em quay sẽ lướt qua em xe đó nha quý anh chị. Em Kia Carnival này cũng vậy, Kia Carnival này thì cũng đã nhận cọc rồi, đang đợi làm ngân hàng cho quý anh chị khách hàng. Thì cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ quay Sorena cũng như là em này đó. Rồi thì hiện tại là quý anh chị cũng nhìn thấy là sau lưng em quay đang rất là trống, vào bên đây trống trơn luôn quý anh chị, không còn một chiếc xe. Thì hiện tại là trong những năm vừa qua thì chỉ có năm nay là cái năm mà em quay khó mua xe nhất thôi. Mua xe về bây giờ cái thứ nhất là giá thị trường xe mới giảm rất là nhiều, khách người ta bán xe người ta vẫn chưa có kiểu như quen được với lại cái giá bên hãng người ta giảm, người ta mua xe lỗ nhiều quá, người ta cũng không muốn bán, nhưng mình người ta cũng không muốn bán tại vì lỗ nhiều quá. Em quay thì ráng mua cao nhất thị trường rồi, nhưng mà mình kinh doanh mà cũng phải có lãi có lỗ quý anh chị à, đó, nên là mình cũng phải mua được cái giá tốt nhất đó. Nhưng mà chắc chắn là sẽ cao hơn các showroom khác, bao cho quý anh chị luôn. Quý anh chị nào mà bán thì cứ liên hệ cho em quay đó. Thì trong có năm nay là mua xe khá là ít thôi, hiện tại mà tính trên đầu xe showroom em quay thì khoảng đâu đó là 50 mấy 60 mấy đầu xe, 70 mấy đầu xe, 70 mấy không, nếu tính luôn xe sale là khoảng 90 mấy đầu xe, 90 mấy đầu xe nha quý anh chị. Thì ở bên xưởng là đã một đống xe rồi, bên đây còn một đống xe nữa đây quý anh chị đó. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em quan bán xe cho em quan, tại vì hầu như là các năm là em quan đều có khoảng 200 đầu xe, chỉ có năm nay là khoảng 80 mấy 90 mấy đầu xe thôi quý anh chị, nó khá là ít, không có nhiều. Rồi thì quý anh chị nào mà đang cần nhu cầu bán đổi xe liên hệ cho em quan, số điện thoại là 0813700900, gửi hình gửi đăng kiểm em quan sẽ định giá mình miễn phí cho quý anh chị ha, quý anh chị không có bị mất phí đâu. Rồi tiếp theo một em Kia Sorena dầu full sản xuất 2021. Em này quay vừa mới cập nhật lại giá 2021 nha, đã độ đèn bi rồi nè, thay 4 lớp mới toanh luôn. Bộ nội thất cũng đã được chủ người ta độ lên là nội thất Lexus LX570 MBS nha quý anh chị, rất là đẹp. Em này đây cho quý anh chị xem, đây cho quý anh chị xem bảng giá Kia Sorena dầu full 2021 Odo 78.000 cây, giá 990 triệu này. Trên cái video này quay sẽ bớt cho quý anh chị còn 945 triệu thôi, bớt luôn đó, rẻ hơn cả 2020 nữa nha quý anh chị. Chỉ bị mỏ gái luôn, đúng là cái Odo 7 vạn thôi, còn lại bao hết cho quý anh chị, cản trước cản sau có dặm lại sơ sơ chút xíu, nhưng mà đồ chơi đồ giữ nguyên hết, không lấy ra. 945 triệu để sổ em xe này ha, dầu full. Rồi chắc là em xe cuối cùng trong video ngày hôm nay, Kia Sorento máy xăng sản xuất 2019. Em này thì Odo 8 vạn. Hiện tại đây được em quan chào bán với mức giá là 585 triệu, y chang em màu đỏ kia luôn, nhưng mà giá lại rẻ hơn, chỉ khác mỗi cái Odo thôi. Odo 8 vạn, em kia thì Odo là 7 vạn nha, Odo 5 vạn nha, em này thì 8 vạn, 585 triệu thôi. Rồi, thì chắc còn ba em này, chắc em quan sẽ đọc nhanh đi, ba em này thì cũng đã quay rồi. Peugeot 5008, sản xuất 2021 bản Alu, em này thì giá là 850 triệu nha quý anh chị, giá 850 triệu thôi, xe màu đen rất là đẹp, 2021 phân mới nha, alu bản giữa, Odo 19.000 cây, bánh sơ cua chưa hạ. Bên đây thì là Mazda CX-5 2.0 Premium 2021, Odo 32.000 cây, giá 755 triệu nha, 2.0 Premium có hút kính, có labu. Qua bên đây, Toyota Corolla Cross bản V nha,
bản cao cấp nhất trong máy xăng, chỉ thua mỗi hybrid thôi. Sản xuất 2022, odo 99.000, odo là 25.000 cây. Nước sơn zin là 99.99% nước sơn zin cho quý anh chị luôn, sản xuất 2022. Bán cho quý anh chị giá là 785 triệu nha. Đó, thì đó là toàn bộ những xe mà em Quang có trong video ngày hôm nay. Những em xe gầm cao, máy thoáng, 5 chỗ, 7 chỗ có đủ hết. Máy dầu, máy xăng đủ hết. Quý anh chị nào mà đang quan tâm em nào thì nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang. Số điện thoại là 0813700900 để nhận được mức giá ưu đãi tốt nhất, cũng như là đến thẳng showroom của em Quang. À, địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn, gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Rồi, thì nếu quý chị thấy video này hay, cho Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang. Và cảm ơn quý chị đã đồng hành với em Quang hết video ngày hôm nay. Kính chúc quý anh chị xem video thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, trong công việc thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn nha. Hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo. Bye bye.